Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm các nhân sự quan trọng trong Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của nước này. Theo đó, bà Anna Tserivleva, người đã giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng kể từ tháng 6 năm 2024 sẽ đảm nhiệm thêm vai trò thư ký nhà nước trong bộ này, có trách nhiệm giám sát sự hỗ trợ xã hội và nhà ở cho quân nhân và liên lạc với quỹ nhà nước, những người bảo vệ tổ quốc. Quỹ này hỗ trợ những người tham gia kế hoạch quân sự tại Ukraine. Ngoài ra, ông Sergei Putin được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao. Ông Putin là một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm với nhiều nhiệm vụ trong nước và quốc tế. Tổng thống Putin đã tiến hành cải tổ nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng sau khi bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới là Andrei Belousov hồi tháng 5. Theo đó, ông đã bổ nhiệm 4 thứ trưởng mới tại Bộ Quốc phòng, thay thế cho 4 thứ trưởng gồm ông Nikolai Pankov, ông Ruslan Tersalikov, bà Tatiana Sepsova và ông Pavel Popov. Động thái cải tổ nhân sự Bộ Quốc phòng Nga diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Putin đắc cử nhiệm kỳ thứ 5. Hãng thông tấn TASS ngày 16 tháng 8 đưa tin, cố vấn của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, ông Andrei Inisky không còn làm việc tại bộ này. Hãng thông tấn Nga đăng tải bài bình luận của ông Inisky. Theo đó, cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU ở tỉnh Kursk được chỉ huy và phối hợp với các cơ quan tình báo phương Tây. Ông Inisky được nêu trong bài viết là chuyên gia quân sự, cựu cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng. Theo trong web của Bộ Quốc phòng Nga, Ông Ilyinski làm cố vấn cho ông Shoigu từ năm 2015. Ông Shoigu đứng đầu Bộ Quốc phòng từ năm 2012 đến năm 2024. Hiện nay, Bộ Quốc phòng Nga do ông Andrei Belousov đứng đầu. Trước đó, Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã bắt giữ ông Yuri Kuznetsov, người đứng đầu Tổng cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga. Ủy ban Điều tra Nga nghi ngờ ông Kuznetsov nhận hối lộ quy mô đặc biệt lớn. Theo điều tra, từ năm 2021 đến năm 2023, với tư cách là người đứng đầu Tổng cục 8 thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, ông Kunyesov đã nhận hối lộ từ đại diện các cơ quan thương mại để thực hiện một số hành vi có lợi cho họ. Tổng cục 8 là cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước Nga. Trong vụ bê bối nhận hối lộ lần này ở Bộ Quốc phòng Nga, ít nhất 5 người đã bị bắt. Bắt đầu từ thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timo Ivanov, một đồng minh của cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu, ông bị bắt vào hồi tháng 4. Nga sau đó đã thông báo thay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu vào hồi tháng 5. Sau 12 năm làm bộ trưởng, ông Shugu có vai trò mới là thư ký Hội đồng An ninh Nga. Thay thế ông Shoigu là Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belushov, một quan chức dân sự chuyên về kinh tế. Chỉ trong vòng một tháng, 5 quan chức quốc phòng cấp cao của Nga bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói, chống tham nhũng là công việc nhất quán và tại Nga, chống tham nhũng không phải là một chiến dịch, mà là công việc diễn ra liên tục, là một phần không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật nước này. Những vụ bắt giữ này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử và nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ năm. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu đây có phải một phần nỗ lực của ông Putin nhằm siết chặt kiểm soát Bộ Quốc phòng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine kéo dài hay liệu có một cuộc cạnh tranh giữa quân đội và các cơ quan an ninh Nga hoặc một kịch bản nào khác đằng sau những bức tường điện Kremlin. Mới đây, trước thông tin cuộc xâm nhập xuyên biên giới của Ukraine vào vùng Kursk của Nga đã phá hỏng cuộc đàm phán bí mật giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Moscow và Kiev không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp nào. Tờ Washington Post đưa tin rằng, Nga và Ukraine chuẩn bị cử các phái đoàn đến Qatar trong tháng này để đàm phán một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và điện của cả hai bên tham chiến. Tờ báo của Mỹ cho biết, thỏa thuận này tương đương với lệnh ngừng bắn một phần, nhưng các cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ Do Ukraine tấn công vào lãnh thổ của Nga. Bà Zakharova nói, không ai làm hỏng bất cứ điều gì vì chẳng có gì để làm hỏng. Không có cuộc đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp nào giữa Nga và Ukraine về sự an toàn của các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Bà giải thích rằng hai bên chưa thảo luận về bất kỳ chế độ an ninh nào cho các cơ sở hạ tầng quan trọng. Bà Zakharova nói thêm rằng các mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng như nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhia và Kursk đến từ Kiev chứ không phải Moscow. Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, Moscow và Kiev không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào kể từ mùa xuân năm 2022, ngoại trừ các cuộc trao đổi tù nhân do các bên trung gian thứ ba tạo điều kiện. Các cuộc đàm phán hòa bình được tổ chức trong những tháng đầu của cuộc xung đột đã sụp đổ sau khi Kiev rút lui vì những gì Moscow tuyên bố là sự can thiệp của phương Tây. Phía Nga cho biết, Ukraine đã có mọi cơ hội để giải quyết xung đột thông qua đàm phán. Moscow nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng tham gia đàm phán bất cứ lúc nào miễn là tình hình thực tế được xem xét. Kyiv đã cấm mọi cuộc đàm phán với giới lãnh đạo Nga hiện tại ở cấp quốc gia thông qua một xác lệnh của Tổng thống được ký vào năm 2022. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022 và hiện đang kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, Ukraine mới đây đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới và khu vực Kursk. Đây là cuộc xâm nhập quân sự đầu tiên vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến 2. Đại sứ Iran tại Moscow, Kazem Jalali thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức mời Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới và ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện Nga-Iran. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông Jalali cho biết, ông Putin đã chúc mừng ông Pezeshkian về chiến thắng trong cuộc bầu cử và sau đó mời ông tham dự hội nghị BRICS. Hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 tới tại Kazan, Nga. Đây là lần đầu tiên Nga đăng cai tổ chức hội nghị kể từ khi nhóm mở rộng thành viên. Về thời điểm ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện Nga-Iran, ông Jalali cho biết các bộ ngoại giao hai nước đã thông qua văn bản nhưng vẫn cần hoàn tất các bước thủ tục pháp lý trước khi ký kết. Ông Jalali cũng để ngỏ khả năng Iran và Nga có thể hoàn tất thỏa thuận này trong khuôn khổ hội nghị Brics. Thỏa thuận hợp tác toàn diện mới giữa Iran và Nga nhằm thay thế thỏa thuận 20 năm trước đó được ký kết năm 2001. Thỏa thuận mới này sẽ mở rộng phạm vi và chiều sâu hợp tác giữa hai nước, bao gồm các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự. Bên cạnh đó, thỏa thuận nhấn mạnh mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Tehran và Moscow, đặc biệt là để đối phó với các chính sách và lệnh trừng phạt của phương Tây. Tập đoàn vận tải biển Cộng hòa Hồi giáo Iran, IRISL, vừa qua đã đặt hàng một công ty Nga sản xuất một con tàu 7.000 tấn. Con tàu sẽ sớm được bổ sung vào đội tàu vận tải biển của Iran trên biển Caspi. Bằng việc đặt hàng đóng tàu 7.000 tấn này, IRISL đang cố gắng tăng khối lượng thương mại hàng hải giữa các quốc gia ven biển Caspi và đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của đất nước. Hồi đầu tháng 7, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran, ông Mohammad Reza Fajin cho biết Iran và Nga đã ký một thỏa thuận tiền tệ để tiến hành trao đổi thương mại song phương, theo đó đảm bảo khả năng thanh toán của đồng nội tệ hai nước trong các giao dịch thương mại. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời thống đốc Fajin cho biết, ông đã có cuộc gặp song phương với người đứng đầu ngân hàng trung ương Nga tại Saint Petersburg và hai bên đã hoàn tất thỏa thuận đã ký. Thỏa thuận đảm bảo khả năng thanh toán bằng đồng rúp và đồng rian cho các giao dịch thương mại giữa hai nước. Thống đốc Fajin nêu rõ những hướng dẫn cần thiết sẽ được công bố tới hệ thống ngân hàng và những người kinh doanh ngay sau khi ra mắt nền tảng tại trung tâm giao dịch tiền tệ và vàng Iran để thực hiện các giao dịch bằng đồng rian ở nước ngoài. Theo thỏa thuận, hệ thống ngân hàng Setup của Iran sẽ kết nối với hệ thống liên ngân hàng MIR của Nga vào cuối tháng 8 tới. Công dân Iran có thể rút tiền rút từ các máy ATM bằng thẻ ngân hàng của Iran và công dân Nga có thể sử dụng thẻ ngân hàng của mình để rút tiền tại các máy ATM ở Iran và sử dụng thẻ tín dụng của Iran tại các điểm rút tiền ở Nga.